Trong phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về tiểu sử của Tưởng Giới Thạch từ thuở thiếu thời cho tới khi bắt đầu nổi lên trên chính trường. Và chúng ta đều đã thấy được những rạn nứt trong mối quan hệ hợp tác giữa Quốc dân đảng với đối thủ đáng gờm nhất của họ là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước tình hình đó, Tưởng Giới Thạch sẽ có những bước đi chiến lược nào? Hãy theo dõi cùng chúng mình thông qua bài viết Tưởng Giới Thạch, Tổng thống khai quốc của Đài Loan, phần 2 của tác giả Mr. Backturn được đăng tải trên website Spyroom nhé. Bắt đầu thôi nào! Bắc phạt lần thứ nhất. Tháng 4 năm 1926, Tưởng Giới Thạch kiến nghị với Trung ương Quốc dân đảng. Theo đó, ông thỉnh cầu chỉnh đốn quân đội và thanh lọc đảng, chấp thuận kỳ hạn bắc phạt. Đến ngày 16 tháng 4, Hội nghị Liên tịch Đảng, chính Trung ương Quốc dân đảng bầu Tưởng Giới Thạch làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự. Vào tháng 5, Hội nghị Ban chấp hành toàn thể lần thứ 2 khai mạc, Tưởng Giới Thạch là Chủ tịch, quyết định chấp thuận vấn đề bắc phạt. Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Trung ương quyết định bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch là Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương. Tới ngày 4 tháng 6, Hội nghị Liên tịch Ủy ban chấp hành toàn thể Trung ương và Đảng bộ các tỉnh thành và hải ngoại quyết định lập tức xuất quân bắc phạt. Tưởng Giới Thạch được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Quốc dân Cách mạng quân. Trong khoảng thời gian này, Tưởng Giới Thạch cũng đề xuất vấn đề chỉnh lý đảng, tập trung vào đả kích và bài xích đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiểu sử tướng lĩnh cao cấp Dân Quốc của nhà xuất bản Giải phóng quân nhận định Tưởng Giới Thạch dần giành được quyền lực chính trị và quân sự trong đảng là đầu nguồn của quá trình Tưởng Giới Thạch hướng đến độc tài. Tháng 6, Ủy ban Chính trị quyết định bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch làm Ủy viên Chính phủ Quốc dân. Đến tháng 7, Trung ương quyết định bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch làm Bộ trưởng Bộ Quân nhân Đảng bộ Trung ương. Ngày 6 tháng 7 lại cho Tưởng Giới Thạch làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ. Ngày 9 tháng 7, Tưởng Giới Thạch nhậm chức Tổng Tư lệnh của Quốc dân Cách mạng quân, tuyên thệ bắc phạt. Tháng 8, Tưởng Giới Thạch tiến quân, lần lượt đánh chiếm được Đinh Tứ Kiều, Hạ Thắng Kiều tại Hồ Bắc. Tháng 9, Tưởng Giới Thạch ra lệnh đánh chiếm Hán Khẩu, Hán Dương, bao vây Vũ Xương và sắp hạ được thành. Song do nhận được báo cấp về tình hình Giang Tây, Tưởng Giới Thạch truyền lại chiến lược công thành xong thì đi đến Giang Tây đốc quân. Đầu tháng 12, thành viên Ban Phương Đông của Ủy ban Quốc tế Thanh niên Cộng sản là C.A. Dahlen và Cố vấn Liên Xô Borodin và những người khác theo mệnh lệnh của Tưởng Giới Thạch triệu tập hội nghị khẩn cấp tại Nam Xương, thông qua nghị quyết. Thứ nhất, thừa nhận công trái trước đây, đồng thời cho phép lưu thông một số đợt tiền giấy của chính phủ trước đây. Thứ hai là lệnh cho thương nhân vào ngày 7 tháng 12 đều sẽ phải bắt đầu hành nghề, ai không tuân thủ sẽ bị cưỡng chế. Thứ ba là kiến nghị thương hội và toàn bộ tổ chức sử dụng đồng bạc do họ lưu giữ, mở lại ngân hàng Giang Tây đã phá sản. Tháng 1 năm 1927, Bộ Tổng Chỉ huy Tiền tuyến Đông Lộ Quân được thành lập, Tưởng Giới Thạch chỉ thị phương châm tiến chiếm toàn Chiết Giang, Hội nghị Chính trị quyết định Đảng Bộ và Chính phủ Trung ương tạm trú tại Nam Xương. Các ủy viên tại Hồ Bắc kiên trì phản đối. Tưởng Giới Thạch nỗ lực điều đình đến Cổ Lĩnh thuộc khu vực Lư Sơn Giang Tây mời các ủy viên hội ngộ, loại bỏ được trở ngại. Quân Anh tại Cửu Giang tàn sát nhân dân, Tưởng Giới Thạch kiến nghị phương châm đối ngoại lấy chủ đạo là hòa bình, song không để nước phải chịu nhục. Tháng 2, Tưởng Giới Thạch giúp đỡ chính phủ quốc dân trú tại Vũ Xương, Đảng bộ Trung ương trú tại Hán Khẩu. Tháng 3, chiếm lĩnh Tô Châu, Tưởng Giới Thạch ra một tuyên cáo quan trọng, khích lệ đồng chí giữ vững lập trường cách mạng quốc dân, duy trì trật tự xã hội quốc gia, đoàn kết nhất trí, giải cứu dân chúng khỏi ách thống khổ. Binh sĩ tiến chiếm Nam Kinh và người Anh phát sinh xung đột, tàu Anh pháo kích Nam Kinh, Tưởng Giới Thạch lập tức gửi điện ngăn cản sự việc thêm nghiêm trọng, giữ yên để chính phủ dùng phương thức ngoại giao giải quyết. Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban chấp hành Trung ương khóa 2 Quốc dân Đảng bầu Tưởng Giới Thạch làm Ủy viên Chính phủ Quốc dân Vũ Hán. Ngày 5 tháng 4, Tưởng Giới Thạch thành lập Hội Liên hiệp Công giới Thượng Hải và Hội Liên hiệp Tiến bộ Toàn diện Trung Quốc. Tháng 4 năm 1927, chính phủ Vũ Hán, tức phái đối lập, hạ lệnh đột ngột miễn chức của Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch cho giải tán các tổ chức phi pháp như Tổng Công hội Thượng Hải, thanh trừ triệt để phần tử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 18 tháng 4, chính phủ quốc dân định đô tại Nam Kinh. Tưởng Giới Thạch ra văn kiện bố cáo dân chúng. Tưởng Giới Thạch lấy danh nghĩa giải quyết tranh chấp nội bộ công nhân, cho giải trừ vũ trang đội quân cảnh công nhân. Vị thế lung lay. Tháng 5 năm 1927, Tưởng Giới Thạch quyết định tiếp tục phương án tác chiến bắc phạt, phân toàn quân thành 3 lộ tấn công. Tổ chức Ủy ban Thanh Đảng, các tỉnh toàn quốc nghiêm túc thi hành thanh trừ trong đảng. Tháng 6, Tưởng Giới Thạch đến Từ Châu, Phùng Ngọc Tường đến họp, cử hành hội nghị Từ Châu, quyết định liên danh ra thông điện bắc phạt.
đồng thời do Phùng Ngọc Tường khuyến nghị nên chính phủ Vũ Hán định ngày giải thể. Con trai của Tưởng Giới Thạch là Tưởng Kinh Quốc, khi đó ở Liên Xô, viết thư ngỏ cho Tưởng Giới Thạch, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con. Tưởng Kinh Quốc sau khi về Trung Quốc thì thanh minh rằng đó là do ông chịu áp lực từ Liên Xô mà ra. Tháng 7, Tưởng Giới Thạch theo lệnh làm ủy viên quân sự chính phủ quốc dân, Từ Châu thất thủ, Tưởng Giới Thạch vượt Trường Giang đốc chiến. Lý Tông Nhân và Bạch Sùng Hy thuộc Điền Hệ quân phiệt Quảng Tây có binh sĩ ủng hộ lớn mạnh, họ thừa cơ buộc Tưởng Giới Thạch từ chức. Uông Tinh Vệ và Đường Sinh Chí tại Vũ Hán cũng tổ chức đông trinh quân, ra thông điện thảo phạt Tưởng Giới Thạch. Thân tín các hệ của Hà Ứng Khâm cũng không muốn duy trì địa vị của Tưởng Giới Thạch. Tháng 8, phản công Từ Châu thất bại, Tưởng Giới Thạch hạ lệnh triệt thoái, gửi điện cho chính phủ quốc dân tự xin phân xử. Ninh Hán phân liệt, giữa chính phủ Nam Kinh và Vũ Hán ngày càng nhiều. Tưởng vì muốn tránh thêm căng thẳng, mong có lợi cho đoàn kết nên ra tuyên bố từ chức và thôi các chức vụ kiềm nhiệm, về quê tảo mộ. Ngày 17 tháng 9, Đại hội đại biểu lần thứ 2 Ủy ban đặc biệt Trung ương Trung Quốc Quốc dân Đảng bầu Tưởng Giới Thạch nhậm chức Ủy viên Chính phủ Quốc dân Nam Kinh. Trong tháng 9, Tưởng Giới Thạch quyết định đi ra nước ngoài khảo sát ngoại giao, đồng thời nghiên cứu học tập kinh tế, chính trị, xã hội, triết học và quân sự. Ngày 28 tháng 9, Tưởng Giới Thạch từ Thượng Hải sang Nhật Bản. Tháng 10, tại Nhật Bản, Tưởng Giới Thạch nghiên cứu chính sách của nước này đối với Trung Quốc, đến Kobe thăm hỏi Tổng thái phu nhân để thảo luận hôn sự. Tháng 11, Tưởng Giới Thạch và Thủ tướng Nhật Bản Tanaka Giichi hội đàm. Đến ngày 10 tháng 11, Tưởng Giới Thạch về Trung Quốc. Ngày 1 tháng 12, Tưởng Giới Thạch và Tống Mỹ Linh kết hôn tại Thượng Hải. Sau khi lấy Tống Mỹ Linh, Tưởng trở thành anh em cột chèo với Tôn Trung Sơn và Khổng Tường Hy, tạo cho ông mối quan hệ gia đình với thế lực chính trị và tài chính hàng đầu tại Trung Quốc đương thời. Bắc phạt lần thứ 2. Ngày 3 tháng 1 năm 1928, Tưởng Giới Thạch nhậm chức Ủy viên Thường vụ Chính phủ Quốc dân. Tháng 12 năm 1927, Hội nghị dự bị Hội nghị toàn thể lần thứ 4 khóa 2 Quốc dân Đảng ra quyết định mời Tưởng Giới Thạch phục chức, đồng thời phụ trách chủ bị Đại hội toàn thể lần thứ 4. Các nơi gửi điện hối thúc Tưởng Giới Thạch trở lại. Tưởng Giới Thạch quyết định về Nam Kinh. Ngày 4 tháng 1 năm 1928, Tưởng Giới Thạch đến Nam Kinh trình báo chính thức phục chức. Ủy ban Chính trị Trung ương Quốc dân Đảng quyết định bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch làm Tổng Tư lệnh Toàn quân Bắc phạt. Tưởng Giới Thạch nhiều lần gửi điện cho Phùng Ngọc Tường, Diệm Tích Sơn cùng các tướng lĩnh chuẩn bị Bắc phạt. Ngày 7 tháng 2, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Chấp hành Trung ương khóa 2 bầu Tưởng Giới Thạch làm Chủ tịch của Ủy ban Quân sự. Ngày 9 tháng 2, Tưởng Giới Thạch dù bị ốm song vẫn vượt sông, thị sát tiền tuyến. Ngày 15 tháng 2, Tưởng Giới Thạch đến Khai Phong cùng Phùng Ngọc Tường xác định đại kế Bắc phạt. Ngày 28 tháng 2, Ủy ban Chính trị Trung ương Quốc dân Đảng quyết định bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch kiêm Tổng Tư lệnh Tập đoàn Quân số 1. Đến tháng 3, bố trí quân sự hoàn tất. Đến ngày 31 tháng 3, Tưởng Giới Thạch vượt Trường Giang Bắc phạt. Tháng 4, Tưởng Giới Thạch đóng quân tại Từ Châu, đồng thời gửi điện cho Bộ Ngoại giao thiết thực phụ trách bảo hộ ngoại kiều. Đại cương tổ chức Bộ Tổng Tư lệnh quy định Tổng Tư lệnh Quốc dân Cách mạng quân sẽ kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quân sự. Tưởng Giới Thạch tập trung ưu thế về binh lực, tập trung tấn công quân Phụng Lỗ Bạc Nhược để phân mảng khu vực Sơn Đông. Song tại khu vực Hà Bắc, Sơn Tây thì chọn thế phòng thủ, chỉ đưa đến binh lực hạn chế, so với bố trí chiến lược của Trương Tác Lâm thì cao tay hơn một chút. Tháng 4 năm 1928, Nhật Bản xuất binh đến Sơn Đông cản trở Bắc phạt. Tưởng Giới Thạch một mặt giao thiệp với Nhật Bản, một mặt ủy nhiệm Chu Bồi Đức làm tổng chỉ huy tiền tuyến, tích cực bắc tiến. Liên quân trực lỗ tấn công Tế Ninh, Tưởng Giới Thạch đích thân đến sông ranh giới, chỉ đạo tấn công Duyện Châu nhằm giải cứu. Tưởng Giới Thạch đến Thái Ân, chỉ đạo tấn công Tế Nam, đồng thời quyết định sau khi chiếm Tế Nam sẽ lập tức vượt Hoàng Hà truy kích. Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5, quân Nhật hoành hành gây rối, tập kích gây hấn với quốc quân. Tưởng Giới Thạch yêu cầu quốc quân chờ đánh trả, đồng thời ra lệnh cho bộ đội tiến vào Tế Nam vào tối ngày 3 tháng 5, triệt thoái ra ngoại thành. Ngày 4 và 5 tháng 5, quân Nhật vẫn tiếp tục khai hỏa, đồng thời dẫn Trương Tông Xương dùng phi cơ oanh tạc bộ tư lệnh quốc quân. Tưởng Giới Thạch vì mục tiêu hoàn thành Bắc phạt nên nhẫn nhục, lệnh cho quốc quân đến đêm vượt sông, chỉ để lại bộ binh dưới quyền Lý Diên Niên đóng quân. Ngày 6 tháng 5, chuyển đến đảng Gia Trang, tiếp tục lấy quân Bắc tiến, đồng thời kêu gọi Uông Tinh Vệ, Hồ Hán Dân về nước, lại ra thông cáo Phụng Hệ hãy sớm giác ngộ. Tưởng Giới Thạch đóng quân tại Thạch Gia Trang chỉ huy. Tháng 6 năm 1928, sau khi chiếm được Bắc Bình Thiên Tân,
Tưởng đã hoàn thành nhiệm vụ nên về Nam Kinh, đề xuất giải trừ chức vụ Tổng Tư lệnh Quốc dân Cách mạng quân. Trung ương muốn giữ lại. Tưởng Giới Thạch đề xuất lập Ủy ban giải trừ quân bị và khôi phục hậu chiến. Đến tháng 7, Tưởng Giới Thạch đến Bắc Bình, cúng tế Tôn Trung Sơn, đồng thời đến Nam Khẩu truy điệu tướng sĩ hy sinh. Tháng 8, chuẩn bị khai mạc hội nghị toàn thể lần thứ 5 khóa 2 Quốc dân Đảng, tranh chấp liên miên, Tưởng Giới Thạch đến Thượng Hải điều đình. Hội nghị quyết định bắt đầu huấn chính, thi hành các phương án kiến thiết quan trọng. Hội nghị thông qua tổ chức của Chính phủ Quốc dân, đồng thời bầu Tưởng Giới Thạch nhậm chức Chủ tịch Chính phủ Quốc dân. Tưởng nhậm chức vào ngày 10 tháng 10. Đến tháng 11, Tưởng Giới Thạch đi thị sát Giang Tô, Sơn Đông, An Huy, Duyệt Binh, đồng thời khảo sát chính trị, tôn giáo địa phương và tình hình dân sinh. Huấn chính Trung Quốc. Sau khi quốc gia thống nhất, nền thống trị của Trung Quốc Quốc dân Đảng bước vào thời kỳ huấn chính. Tháng 6 năm 1929, Tưởng Giới Thạch tới Bắc Bình. Ngày 1 tháng 6, Tưởng Giới Thạch nhậm chức Ủy viên Ủy ban Kiến thiết Thủ đô Chính phủ Quốc dân. Cuối tháng 12 năm 1932, Tưởng Giới Thạch thị sát Hồ Nam. Năm 1934, Tưởng Giới Thạch đích thân chỉ huy, điều động trọng binh tiến hành bao vây và tiêu diệt Hồng quân Công nông Trung Quốc và căn cứ địa cách mạng nông thôn Xô Viết Trung ương. Ngày 1 tháng 1 năm 1929, Ủy ban Biên khiển Quốc quân, tức Tái cấu trúc và Tinh giản, được thành lập. Tưởng Giới Thạch cùng các ủy viên tuyên thệ nhậm chức. Ngày 7 tháng 1, Chính phủ Quốc dân cho Tưởng Giới Thạch kiêm nhiệm Ủy viên trưởng Ủy ban Đạo Hoài, kiểm soát tài nguyên nước Hoài Hà. Tháng 3, Tưởng Giới Thạch ra thông lệnh triệt tiêu Bộ Tổng Tư lệnh Quốc dân Cách mạng quân và Bộ Tổng Tư lệnh Tập đoàn quân số 1, đồng thời thành lập Văn phòng Biên khiển Trung ương và số 1. Tháng 4, Tưởng Giới Thạch bắt đầu dùng ấn Tổng Tư lệnh Lục Hải không quân đến Hoàng Châu đốc quân. Ngày 27 tháng 6, Ủy ban Thường vụ Trung ương Quốc dân Đảng quyết định Trường Đảng vụ Trung ương đổi thành Trường Chính trị Trung ương, Tưởng Giới Thạch làm hiệu trưởng. Tháng 2 năm 1930, Chính phủ Quốc dân trao cho Tưởng Giới Thạch Huân chương Thanh Thiên Bạch Nhật và Huân chương Bảo đỉnh Nhất Đẳng Đại Thụ. Tháng 3, Tưởng Giới Thạch với vấn đề Tây Bắc quyết giữ thế phòng thủ. Trung Nguyên đại chiến bùng phát trong nội bộ Quốc dân Đảng từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1930. Phái của Tưởng Giới Thạch hỗn chiến với liên minh Diệm Tích Sơn, Phùng Ngọc Tường, Lý Tông Nhân tại các tỉnh Hà Nam, Sơn Đông, An Huy. Kết quả là Tưởng Giới Thạch giành thắng lợi. Đến tháng 10, Tưởng Giới Thạch từ Tiền Phương thỉnh cầu Chính phủ Quốc dân xá miễn cho tội phạm chính trị, đồng thời đánh điện thỉnh cầu Trung ương sớm triệu tập hội nghị quốc dân. Ngày 23 tháng 10, Tưởng Giới Thạch tại Thượng Hải chính thức chịu lễ thanh tẩy Cơ Đốc giáo. Tháng 12, Tưởng Giới Thạch tuần thị Giang Tây, Hồ Bắc, kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, sáng lập Không quân. Ngày 23 tháng 7 năm 1930, Tưởng Giới Thạch cho ban bố thư thông cáo đồng bào toàn quốc nhất trí an nội nhượng ngoại. Tưởng Giới Thạch vào tháng 9 ra mật lệnh cấm chỉ đoàn thể cánh tả. Đến tháng 12 hạ lệnh ban bố luật xuất bản, cấm sách tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, cổ suý đấu tranh giai cấp. Tháng 6 năm 1931, Hội nghị toàn thể lần thứ 5 khóa 3 Trung Quốc Quốc dân Đảng bầu Tưởng Giới Thạch làm Chủ tịch Chính phủ Quốc dân kiêm Viện trưởng Hành chính viện. Tưởng Giới Thạch nhậm chức Ủy viên Thường vụ Ủy ban Kinh tế Toàn quốc. Tháng 12, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ủy ban Trung ương khóa 4 Trung Quốc Quốc dân Đảng khai mạc. Đại biểu Quảng Đông chỉ còn là một bộ phận tham dự. Hồ Hán Dân và những người khác tại Thượng Hải kiên trì yêu cầu Tưởng Giới Thạch từ chức. Nhằm thúc đẩy đoàn kết trong Đảng, Tưởng Giới Thạch từ chức Chủ tịch Chính phủ Quốc dân, rời Nam Kinh về quê. Ngày 18 tháng 3 năm 1932, Tưởng Giới Thạch nhậm chức Ủy viên trưởng, đồng thời kiêm nhiệm Tổng tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu. Tháng 9, phát sinh xung đột nội tỉnh giữa Hàn Phúc Củ và Lưu Chân Niên tại Sơn Đông, Dương Hổ Thành và Mã Thanh Uyển tại Thiểm Tây, Lưu Tương và Lưu Văn Huy tại Tứ Xuyên. Tưởng Giới Thạch gửi điện khuyên giải. Do đó sự việc được giải quyết ổn thỏa, Tưởng nhậm chức hiệu trưởng Trường Hàng không Trung ương. Tháng 1 năm 1933, Tưởng Giới Thạch lập kế hoạch chuẩn bị đối sách trước quân Nhật và quân Cộng sản giáp kích, quyết định về đối ngoại sẽ tích cực chuẩn bị, về đối nội sẽ tăng cường tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 3 năm 1936, Tưởng ra lệnh tiêu diệt Hồng quân Sơn Tây, đồng thời tăng cường phòng thủ Tuy Viễn, nay thuộc miền Tây Nội Mông. Tháng 7, Hội nghị toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Trung ương khóa 5 Quốc dân Đảng khai mạc, Tưởng Giới Thạch diễn giảng sự tất yếu của việc thống nhất cứu quốc. Tháng 8, điều chỉnh quân sự tỉnh Vân Nam, cải tổ chính phủ tỉnh Quý Châu, Tưởng Giới Thạch đến Quảng Châu xử lý hậu quả quân sự chính trị tỉnh Quảng Đông, đồng thời khuyến cáo tỉnh Quảng Tây phục tùng Trung ương. Tháng 10, Tưởng Giới Thạch tuần thị Hà Nam, Thiểm Tây, lưu tại Lạc Dương,
chỉ đạo tiêu diệt tàn dư Hồng quân. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Tần Giới Thạch 1887-1936, toàn quốc phát động hiến kế để chúc thọ. Tháng 5 năm 1934, Tưởng Giới Thạch nhậm chức Ủy viên trưởng Ủy ban Hàng không. Ngày 15 tháng 5, Tưởng Giới Thạch tại Nam Xương ban bố cương yếu phong trào tân sinh hoạt. Tháng 1 năm 1935, Tưởng Giới Thạch kiêm nhiệm Hiệu trưởng Đại học Lục quân. Ngày 1 tháng 4, Chính phủ Quốc dân bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch làm Thượng tướng đặc cấp, tương đương với Đại Nguyên Soái hoặc Tổng thống lĩnh. Đến tháng 7, Tưởng Giới Thạch tại Thành Đô lập kế hoạch đoàn huấn luyện Nga Mi. Tháng 8, ông chủ trì đoàn huấn luyện Nga Mi lần lượt có 2 kỳ tốt nghiệp. Tháng 9, ông phân bổ các quân tứ xuyên phòng thủ, nghiêm cấm quân nhân can thiệp hành chính, tài chính, đả phá tình trạng cát cứ phân liệt kéo dài trong quá khứ, chỉnh lý tiền giấy địa phương tứ xuyên do Trung ương phát hành công trái thu hồi. Tháng 10, Tưởng Giới Thạch kiêm nhiệm Tổng tư lệnh Tiểu phỉ Tây Bắc, Tưởng đi từ Tứ Xuyên đến Thiểm Tây, rồi tuần thị Hà Nam, Sơn Tây, cùng Diêm Tích Sơn thương lượng kế hoạch an định Tây Bắc. Ngày 1 tháng 11, thích khách của tập đoàn Vương Á Tiều, đồng thời là nhà báo của Thông tấn xã Thần Quang, tên là Tôn Phượng Ô ám sát bất thành Tưởng Giới Thạch khi diễn ra nghi thức khai mạc hội nghị toàn thể lần thứ 6, Ủy ban Trung ương khóa 4 Quốc dân Đảng tại Nam Kinh. Uông Tinh Vệ bị trọng thương. Ngày 30 tháng 12, Chính phủ Quốc dân trao huân chương Vân Huy cho 47 người, trong đó có Tưởng Giới Thạch. Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng yếu kém, không theo kịp với chi tiêu quân phí ngày càng lớn, tài chính thu về không đủ chi. Chiến tranh kháng Nhật. Sau sự biến Phụng Thiên tại Mãn Châu vào ngày 18 tháng 9 năm 1931, Nhật Bản chiếm đóng Đông Bắc Trung Quốc. Ngày 7 tháng 11 năm 1934, tại Tuy Viễn, Tưởng Giới Thạch hội kiến các nhân sĩ người Mông Cổ như Đức Vương Đem Chúc Đông Ráp và các nhân viên đảng, chính quyền, đồng thời chỉ đạo toàn bộ các chủ tịch và tướng lĩnh biên cảnh. Mùa xuân năm 1936, Tưởng Giới Thạch điều động 5 sư đoàn trung ương vào Sơn Tây, chuẩn bị tấn công Hồng quân vừa trải qua Trường Chinh đến Tây Bắc, đồng thời cũng chuẩn bị kháng cự có mức độ nếu Nhật Bản xâm phạm Tùy Viễn. Tháng 3 năm 1932, Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ủy ban Trung ương khóa 4 Trung Quốc Quốc dân Đảng khai mạc tại Lạc Dương, quyết định bổ nhiệm Tưởng Giới Thạch làm Ủy viên trưởng Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc dân. Tại khu vực do mình kiểm soát, Tưởng Giới Thạch tiến hành lùng diệt quy mô lớn người của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cấm đoán sách vở. Ông phái Tống Tử Văn sang Hoa Kỳ ký kết hiệp định vay bông và lúa mì trị giá 50 triệu USD, trên thực tế là tìm kiếm viện trợ kinh tế cho nội chiến. Tháng 2 năm 1933, Tưởng Giới Thạch một mặt phái binh đến phía Bắc phòng ngự Nhật Bản, một mặt gia tăng tiêu diệt không ngừng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 3, ông giải trừ chức vụ quân sự của Trương Học Lương. Tháng 4, Tưởng Giới Thạch đến Giang Tây chủ trì công tác tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 10, Tưởng Giới Thạch triệu tập hội nghị tướng lĩnh tại Nam Xương. Trong cùng tháng, việc xây dựng đường sắt Hàng Châu - Giang Sơn hoàn thành, hội nghị lương thực 8 tỉnh khai mạc, quy hoạch xây cất các công trình phòng thủ đường sông và đường biển. Tháng 11, Tưởng Giới Thạch ra lệnh triệu tập thanh niên Mông Cổ tham dự huấn luyện, cũng ra lệnh có biện pháp di dân thích hợp, thiết thực chỉnh lý thuế ruộng. Tưởng Giới Thạch thi hành nguyên tắc bảo lãnh liên đới, yêu cầu các hộ gia đình giám sát lẫn nhau. Tháng 12 năm 1936, Tưởng lưu lại Tây An, triệu tập các tướng lĩnh hội đàm tại Tây An, đồng thời đốc thúc Trương Học Lương, Dương Hổ Thành tăng cường trấn áp Cộng sản. Ngày 12 tháng 12, Trương Học Lương và Dương Hổ Thành phát động sự biến Tây An, thi hành binh biến khiến Tưởng Giới Thạch đình chỉ chặn diệt lực lượng Cộng sản. Tưởng bị bắt trong lúc đang ngủ. Ngày 25 tháng 12, Trương Học Lương quyết định phóng thích Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch đi máy bay về Nam Kinh. Tưởng Giới Thạch bị buộc phải chấp nhận đình chỉ nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất trí chủ trương kháng Nhật, bắt đầu quốc cộng hợp tác lần thứ nhì. Tháng 6 năm 1937, Tưởng Giới Thạch hạ lệnh thúc giục các địa phương hoàn thành xây dựng quốc phòng, ra lệnh thiết lập Hiệp hội Phòng không Toàn quốc. Tháng 7 năm 1937, bùng phát sự kiện Lư Câu Kiều tại Bắc Bình, chiến tranh Trung Nhật bùng phát. Tháng 8, Tưởng Giới Thạch quyết định các vấn đề trọng yếu về quân sự chính trị trong thời kỳ kháng chiến, đồng thời quyết định lấy Ủy ban Quân sự là bộ thống soái tối cao trong kháng chiến. Ngày 20 tháng 11 năm 1937, Tưởng Giới Thạch tuyên bố rời đô về Trùng Khánh, xem đó là bồi đô. Ngày 1 tháng 1 năm 1938, Tưởng từ chức Viện trưởng Hành chính viện, chú tâm vào chỉ huy kháng chiến với Nhật, ông triệu tập hội nghị quân sự. Đến ngày 29 tháng 3, Đại hội đại biểu toàn quốc lâm thời được khai mạc tại Vũ Xương, Đại hội sửa đổi quy tắc chung, xác định chế độ tổng tài, bầu cử Tưởng Giới Thạch làm Tổng tài Trung Quốc Quốc dân Đảng. Tháng 4,
chủ bị thành lập Đoàn Thanh niên Tam dân Chủ nghĩa. Tháng 1 năm 1939, Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ủy ban Trung ương khóa 5 Trung Quốc Quốc dân Đảng khai mạc, quyết định tổ chức Ủy ban tối cao quốc phòng, bầu Tưởng Giới Thạch làm ủy viên trưởng, thống nhất chỉ huy chính phủ, quân đội. Tháng 3, Ban huấn luyện Đảng, Chính đoàn huấn luyện Trung ương thành lập, Tưởng Giới Thạch là đoàn trưởng. Tháng 4, phê chuẩn thể chế tổ chức Đảng, chính quyền cấp cơ sở dưới huyện. Tháng 9, Hội tham chính quốc dân khai mạc, Tưởng Giới Thạch có bài diễn thuyết. Cùng tháng, Tưởng Giới Thạch kiêm nhiệm chủ tịch chính phủ tỉnh Tứ Xuyên. Tháng 10, Tưởng Giới Thạch đến Thành Đô, đích thân xử lý chính sự trong tỉnh. Tháng 11, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Trung ương khóa 5 Trung Quốc Quốc dân Đảng khai mạc, quyết định để Tưởng Giới Thạch kiêm nhiệm Viện trưởng Hành chính viện. Tưởng Giới Thạch nhậm chức Chủ tịch Tổng văn phòng Liên hiệp 4 Ngân hàng Trung ương, Trung Quốc, Giao thông, Nông dân. Tháng 3 năm 1943, Đào Hy Thánh sáng tác Trung Quốc Chi Mệnh Vận, lấy danh nghĩa Tưởng Giới Thạch xuất bản. Tháng 8, Chủ tịch Chính phủ Quốc dân Lâm Sâm từ trần, Tưởng Giới Thạch được bầu kế nhiệm. Tưởng Giới Thạch nói rằng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tự do là đường lối tùy tiện, chủ trương lệch lạc có hại cho quốc gia dân tộc, là lần thứ 3 chuẩn bị tạo dư luận chống cộng. Ngày 10 tháng 10, Tưởng Giới Thạch nhậm chức Chủ tịch Chính phủ Quốc dân. Tháng 3 năm 1940, chính quyền Uông Tinh Vệ thân Nhật thành lập tại Nam Kinh. Tháng 11, Tưởng Giới Thạch từ chức Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên, ủy quyền Trương Quần kế nhiệm. Tháng 1 năm 1941, Tân Tứ Quân gồm các binh sĩ cộng sản công khai phản biến tại miền Nam tỉnh An Huy. Tưởng hạ lệnh giải tán đạo quân mới biên chế này. Ngày 27 tháng 12, Tưởng Giới Thạch kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tháng 1 năm 1942, đồng minh bầu chọn Tưởng Giới Thạch làm thống soái tối cao chiến khu Trung Quốc quân đồng minh. Tháng 2, Tưởng Giới Thạch và phu nhân Tống Mỹ Linh đến Ấn Độ công du, hội đàm với Mahatma Gandhi, đồng thời tiếp kiến lãnh tụ Hồi giáo Ấn Độ, xúc tiến cùng chống Nhật, tăng cường bang giao Trung Ấn. Tháng 8, Tưởng Giới Thạch đến các nơi như Lan Châu, Tây Ninh, Tuần Thị. Tháng 10, Hoa Kỳ, Anh Quốc và Na Uy tuyên bố từ bỏ quyền tài phán lãnh sự và đặc quyền hữu quan tại Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch tiếp nhận thỉnh cầu của quân Anh tại Miến Điện, phái quân viễn chinh sang Miến Điện chi viện Liên minh Anh-Mỹ tác chiến với quân Nhật. Tháng 1 năm 1943, Tưởng Giới Thạch công bố đến quốc dân toàn quốc khuyến khích nỗ lực tự lập tự cường sau khi phế bỏ các điều ước bất bình đẳng. Tháng 10, bốn quốc gia là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và Liên Xô tại Moscow ký kết tuyên bố chung, mặt trận phản xâm lược ngày càng được củng cố. Tháng 11, Tưởng Giới Thạch đến Cairo cùng Roosevelt và Churchill cử hành hội nghị, thương lượng phương thức tác chiến liên hiệp và các điều kiện hậu chiến như trao trả các lãnh thổ bị mất của Trung Quốc. Tháng 12, Trung Quốc tuyên bố công báo Liên hiệp Hội nghị Cairo chung Mỹ-Anh. Tháng 10 năm 1944, phát động 100.000 thanh niên tri thức tòng quân. Tháng 2 năm 1945, ba cường quốc Hoa Kỳ, Anh và Liên Xô cử hành hội nghị tại Yalta. Tháng 10, kỷ yếu hội đàm quốc cộng được công bố. Tháng 12, Tưởng Giới Thạch cùng phu nhân đến Bắc Bình, Nam Kinh, Tuần Thị. Trước đó, vào ngày 14 tháng 8, chính phủ Trung Quốc và chính phủ Liên Xô ký kết điều ước đồng minh hữu hảo Trung Xô. Ngày 17 tháng 9, Giải phóng Nhật báo tại Diên An tuyên bố kẻ thù chung của nhân dân Tưởng Giới Thạch phát ra tín hiệu nội chiến. Ngày 20 tháng 10, Ngoại Mông Cổ cử hành công dân đầu phiếu. Kết quả là nhân dân Ngoại Mông Cổ tán thành độc lập. Ngày 5 tháng 1 năm 1946, chính phủ quốc dân thừa nhận Ngoại Mông Cổ độc lập. Sau cuộc kháng chiến chống Nhật, liệu mối quan hệ hợp tác giữa Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc có còn bền vững khi kẻ thù chung giờ đã không còn? Số phận Tưởng Giới Thạch sẽ ra sao? Cùng đón chờ trong phần tiếp theo của loạt video Tưởng Giới Thạch, Tổng thống khai quốc của Đài Loan nhé! Đừng quên subscribe, like cho video này nếu thấy hay và để lại một comment bày tỏ quan điểm của bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!